Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là Nhật đang có mặt ở thành phố Cà Mau và ngày hôm nay Nhật sẽ đi ăn một cái món đặc biệt mà lần đầu tiên mình được ăn nha, đó chính là chiếc bò cay Bạc Liêu. Cầm giùm ly tí luôn anh ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là Nhật đang có mặt ở Cà Mau và ngày hôm nay Nhật được khám phá một cái nơi ở của chị Thúy Nga. Đó, đây là cái nơi ở của chị Thúy Nga nè. Đây là cái ngôi nhà mới của chị Thúy Nga mới tậu nha cả nhà. Từ bên Mỹ về Việt Nam mà chị mới tậu được một cái ngôi nhà, nó có một cái view sông rất là đẹp. Đó, mọi người nhìn cảnh quan cái ngôi nhà này đi. Nó nói là đó, nhất cận thị là nhị cận hà. Đó. Nè, Đạt ơi. Thôi Đạt ơi. Hôm nay là cái ngày chị Thúy Nga nhận nhà thì cũng có một bé trợ lý đứng phía bên cạnh đó. Đó, nhưng mà để coi mở nhà để mình khám phá xung quanh cái khu vực nhà chị Nga mới tậu nha mọi người. Nhà này trị giá là cũng rất là ngon đó. Trị giá rất là ngon. Nhà này trị giá mấy bao nhiêu vô? Dưới 30 tỷ. Làm đi. Thì nó dưới 30 tỷ mà. Không, chỉ mua. Không, chỉ mua nhà bên kia là 1.3 triệu đúng không? Rồi. Còn cái căn nhà này mua nhiêu? 500. Cái căn nhà này 500 ngàn đô la. 500 ngàn. Chị Nga ơi, gõ cửa thăm nhà. Gõ cửa thăm nhà. Trời ơi. Trời ơi. Giờ này có ngủ sáng em đi chợ, sáng mình có liên lạc với bé trợ lý á cả nhà. Nó đi chợ. Không thấy gì ta, thì thấy mình thôi trời. Sáng em có liên lạc với trợ lý của chị. Bây giờ này chắc chị ngủ rồi. Coi. Sao mà dặn trợ lý đi đâu sáng giờ? Không, bé trợ lý đi chợ mua đồ ăn cho cô rồi xong rồi cứ gọi điện gặp nhau đi vô chúng đây. Phải không vậy? Dạ. Tôi mày mừng quá giục đồ ăn chợ luôn rồi, nó sẽ ăn về nè. Chương trình gõ cửa thăm nhà nghệ sĩ Thúy Nga nha cả nhà. Đây là một cái vlog vui vẻ thôi nha. Cô. Rồi. Em có đi ra cửa sau. Cô Nga ơi. Đi ra cửa sau, đi ra cửa sau nữa. Nhà mới nè, chỉ có chìa khóa em. Không, em về đây mấy ngày rồi mà. Cô giữ rồi. Vậy hả? Em mở cửa kêu cô với không biết có chú không? Dạ, mở cửa rồi. Nó có chú ở nhà. Dạ, mình sẽ thăm khu quân của nghệ sĩ Thúy Nga luôn nha. Gõ cửa thăm nhà. Mấy cây này cây gì ta? Bình thường á, chia sẻ với mọi người là chị bình thường á. Bình thường chia sẻ với mọi người là chị Thúy Nga hay gõ cửa nhà ta. Thì hôm nay bản thân của mình á làm một cái vlog vui, mình gõ cửa thăm nhà chị Nga. Một cái ngôi vườn ở đây rất là đẹp cả nhà. Xung quanh nè, nhìn cái mấy cái này là mình biết có nhìn mấy cái cây kiển này là biết cái tuổi già sắp tới rồi đó. Ừ, tuổi già sắp tới rồi. Không rồi, gần xong nữa nè. Dạ. Anh đợi một xíu nha, để em gõ cửa thăm nhà của chị Nga. Đó, có người mở cửa này nha quý vị. Ồ, nhà cửa cống đóng phen gài quá, trong cũng có cửa luôn á, rảy sạc sạc là biết rồi đó. Rồi, không nhà này chỉ mua không ai ở hay sao? Trời ơi. Ủa chị Nga đâu? Trời ơi, nhà chị đẹp quá. Ngủ chưa dậy luôn hả? Hôm qua chắc là bay show Paris by night này. Đây. Wow. Bước vô nhà của chị Nga là thấy có một con rồng luôn nè. Con rồng rất đẹp cả nhà nha. Dạ. Nó mang giày đi luôn à. Dạ, nguyên một cái bàn thờ rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Em. Cô đâu vậy? Bình thường là cô hay gõ cửa thăm nhà người khác, và hôm nay em được gõ cửa thăm nhà của nghệ sĩ Thúy Nga mới tậu với Cà Mau. Không, ông biết giờ vậy mà. Hả? Thì ngồi clip tới giờ là vậy đó. Dạ đúng rồi. Dạ thì em biết nhà chị là do bé trợ lý, sáng liên lạc với bé trợ lý xong trợ lý dẫn vô đây á. Ôi trời ơi. Hồi nãy chia sẻ đó là nói đó, cô ở xương cô mới mua nhà ngàn rưỡi gì đó, triệu ba thì đen xương nó là cô mới mua căn nhà 500 ngàn đó, đây là phòng ngủ của chị Nga. Chị hôm nay chỉ mới nhận nhà cho nên là mọi việc nó còn bỡ ngỡ. mới vừa nhận cho nên mọi cái nó còn bỡ ngỡ. Tuần sau là đi ký sổ đỏ đó nên là còn bỡ ngỡ lắm, chưa biết. Ủa, dạ. Phòng này còn ai vậy? Không biết phòng mà. Em
Em xuống đây mấy ngày rồi cô quá, em mới dẫn cô xuống đương nhiên cô phải ngỡ chứ em. Cô biết cho ngủ ở cái giỏng nè. Trời ơi, cái giỏng này. Cái giỏng này quá xuất sắc ha. Cái con rồng kìa. Con rồng này quá đẹp mà cái giỏng hơi xu. Tôi thấy con rồng cũng hơi kỳ luôn á. Con rồng nó giống con trùng quá. Nó dài dễ sợ luôn á. Rồng này nó chuẩn bị nó bò nó bay lên nè. Của anh cái này là lần ba. Ông anh. Của ông anh. Là con. Của bệnh gì ạ? Ồ, cái nhà này bên đây hai phòng, bên đây một phòng. Dạ. Nữa cái thì cắt nó nói ra luôn, cắt kia lên lầu. Dạ, rồi. Thấy không? Thấy không? Anh cắt đến đây thì em nghĩ là thì đó, anh muốn là chị lấy mặt. Dạ. Đó, chị lấy mặt, đó cái mặt sau đó của chị. Wow. Dạ, dữ vậy ta. Ừ, mặt sau đó của chị á. Mặt trước của chủ nhà. Ủa, cái mặt sau đó có đường đi luôn hả chị? Có luôn em, mang muốn là quy hoạch chị không có hợp với mặt nước. À. Không thủy chị không hợp với nước nên chị không có mua cái phần đầu. Dạ. Chị mua cái phần khúc dưới thôi. Trời ơi, nguyên cái vườn của nhà chị Thúy Nga đẹp quá trời cả nhà nha. Quá xinh, quá đẹp luôn, quá rộng, rộng hơn bên Mỹ nữa. Rồi. Sau khi mình khám phá nhà của chị Thúy Nga, hôm nay chị mới xuống nhận nhà thì phải nói là cái ngôi nhà này sao chị thấy sao chị? À thì chị cũng biết nói sao chứ tại chị chưa quen lắm. Có giá đó. Đó, cái ngôi nhà này là đó, chị giá. Xong là có giá nhưng mà không thủy thì không hợp với nước cơ nè. Nãy em nghe bé trợ lý nói chị nhà này chị mua 500 ngàn. 500 ngàn đô hả? Dạ đúng rồi. Ờ, cứ nghĩ chị đi. Cảm nhận là thí dụ như cô tậu căn nhà này rồi á thì ví dụ như lỡ mà cô hơi lớn chút xíu đó em về đây em có về đây với cô không? Không, lúc đó con Sương nó lấy chồng đẻ con nó đi lấy Mỹ mà. Nó em không về đây được nha. Rồi. Cái gì vậy mới đen vậy má? À quá lộn. Em không có về đây ở đâu nha. Gu em có đó, đắt mũi không? Ở đây không được anh ơi. Sao vậy? Không được, em không thích ở những cái nơi mà nó vậy nè, nó rất là thanh tịnh. Tại nó vì nếu mà vậy á, nếu mà vậy con Sương nó về quê, nó quê nó đi giang. Đúng rồi, em đi giang vậy luôn nha, em cũng có mặt sông vậy, rất là đẹp nha. Nhưng mà em nói là nãy là nhà em gần nhà em cũng gần mé sông, mỗi lần mà em đứng gần sông là em té. Em ổng hỏa rồi. Vậy hả? Nhưng mà cô mua căn nhà này sao em không cản? Để cô chứ là có liên quan tới em. Em không ở chung với cô mà tuổi già đâu. Bé trợ lý này nó cũng sắc dược dễ sợ nè. Đèn lồng á có nghĩa là cái người đó đó họ thích mâm cầu gì từ mà keo đèn lồng ý nghĩa là keo thôi là mình cũng đầu qua thì sẵn đây tôi cũng kể luôn là ngày xưa đó ông Quỳnh Như á mà vợ của Hoàng Anh á nó đi coi bói cái bà này bói đó là bố nó có lấy chồng nó keo cái đèn lồng. Anh cái tổng diện tích ngôi nhà này bao nhiêu anh? 600 m² đó chị. Sổ là chắc vàng tuần sau là chị có sổ rồi đó. Thì đó là chị lấy cái mặt sau á. Dạ. Mặt này thì nó đẹp, mặt nước á nhưng mà chị không có hợp với chị không. 600 m² là dạ. Ừ, 600 m². Rộng mà. Đúng rồi. Cô nói treo đèn lồng là có người yêu về mua hai cái đèn lồng treo trước cửa phòng con mà mượn đôi vậy nha. Thì đó, tôi tính treo cho bà đó, tính đi Hội An là tôi mua cái treo cho bà đó. Là nó ra lãnh cung nữa luôn. Ủa? Hai người ngồi ngay cái góc xấu rồi xấu á. Xong rồi ngồi nói này kia mà hay lắm. Đây. Đây là nhà hàng nơi hôm nay nơi tổ chức một cái tiệc nho nhỏ cho nghệ sĩ Thúy Nga này cả nhà. Đó. Dạ, chào cô.
Dạ dạ. Đây. Anh Cường, hôm nay anh đi đâu vậy anh Cường? À, biết rồi, nhìn anh rồi. Tiệc ăn mừng đúng không? Tiệc ăn mừng đúng không? Không, nhưng mà hôm nay là tiệc ăn mừng đúng không? Ừ, đó, vậy thôi. Ừ, đúng rồi, được rồi, vậy được rồi, đúng không? Anh Diễn, hôm nay tiệc gì anh Diễn? Tiệc ăn mừng phải không? Tiệc ăn mừng. Ừ, đó, đây vừa, ừ. Ăn mừng là ăn mừng, ăn mừng á. Hello cả nhà, lại là Nhật đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ có mặt ở nhà hàng và sẽ ăn một cái tiệc mừng. Mừng nghệ sĩ Thúy Nga đã có một cái hành trang mới khi về Cà Mau. Đó. Và hành trang nó như thế nào thì xin mời tất cả mọi người đây hôm nay nè. Đó, mọi người thấy không? Bánh nè, nho nè, chuối nè. Cái này là cái gì anh? Không biết. Rồi, cà ri nè, thấy chưa? Gỏi nè, củ nè, cua nè. Đó. Đây, mọi người biết không, hôm nay cái tiệc rất là đặc biệt dành cho nghệ sĩ Hà Thúy Nga. Sau khi cái quá trình nghệ sĩ Thúy Nga về đây 5 ngày và đã có một cái cơ ngơi rất là đẹp. Đó, thì mình cũng chia sẻ cho tất cả mọi người biết, rất là vui, rất là hạnh phúc khi được đồng hành cùng với lại anh kinh tin tức người nổi tiếng nè, chị danh hài Thúy Nga nè, anh Cường Vlog nè, đó, những youtuber chấn động trong thời gian qua nha cả nhà. Thì đó, đó, thì đó, ok, tắt ra.